chúng ta quay trở lại với cái transformation một chút. Hôm trước là tôi đã nói về transformation, nhưng mà tôi đang nói với các bạn hơi thiên về cái đoạn là quay, đúng không? Quay vào nhân bản của đối tượng, mượn tâm quay hoặc là đo tâm quay. Thế còn cái transformation nó còn có một số cái như này. Đây, ví dụ đây cái khung này nhé, đó. Bây giờ tôi tạo ra một cái giống hệt luôn cái khung này, thì Corel nó có một chức năng này, đấy là các bạn nhấp nút vào trong cái công cụ vẽ hình chữ nhật thì nó sẽ tạo ra một hình chữ nhật bằng đúng cái khung này luôn. Đấy, và luôn luôn là nằm ở dưới cùng so với các đối tượng khác. Đấy, bất kể là bây giờ bạn vẽ một cái gì đó mới này nhá, tôi vẽ thêm một số cái này là những cái mà đã vẽ trước rồi, đúng không? Và bây giờ nếu mà tôi nhấp nút vào cái này, đấy, bạn sẽ thấy rằng là cái công cụ này nó bao giờ nó cũng sẽ tạo ra một cái hình chữ nhật bằng đúng luôn cái khổ giấy làm việc của chúng ta và nằm dưới cùng so với tất cả các đối tượng khác. Mặc dù có thể là nó vẽ sau nhé, nhưng nó luôn luôn sẽ là nằm ở tầng thấp nhất. Đấy là một cái tôi muốn nói thêm. Thế bây giờ co duỗi này, đây, bây giờ chúng ta xem này, về co duỗi chúng ta gọi cái bảng thoại transformation ra. Trong transformation này thì chúng ta có một cái size đây này, có một cái size này là để chúng ta thay đổi kích thước đó. Bây giờ nếu mà bạn muốn giữ cái gì nhá, thì có một cái hình ở đây để cho phép chúng ta tính toán là co duỗi thay đổi kích thước như thế nào. Bình thường thì nó sẽ nằm ở tâm, nhưng nếu mà ví dụ bây giờ bạn muốn là giữ một cái góc độ nào đấy, ví dụ tôi giữ góc bên trái nhá, tôi co cái này còn 200 thôi chẳng hạn, thì nó sẽ co các cạnh khác mà nó sẽ giữ góc này đứng im. Ở đây nếu mà muốn từng cái một thì đây bạn có thể làm cách này, bỏ cái proportional này đi. Đây, bây giờ tôi cho cái này lại duỗi lại ra thành 297 nha, thì nó chỉ duỗi cái này thôi mà không duỗi cạnh còn lại đó, co duỗi cái này. Bây giờ là lên thành 150 đi, thì bạn có quyền là bấm vào một góc nào đấy, một điểm nào đó, thì cái điểm này nó sẽ là cái điểm đứng yên, các cái sự co duỗi thì nó sẽ dành cho phần còn lại. Đấy, thì đấy là cái cách để mà chúng ta có thể là điều chỉnh kích thước của một cái đối tượng bất kỳ, nhưng mà tôi khóa một cái chiều nào, tôi khóa một cái điểm nào đó, không cho nó di dịch hoặc là không cho nó thay đổi cái điểm đó, nó sẽ dồn cái sự thay đổi sang các góc còn lại hoặc các phía còn lại. Đấy. Và lưu ý là có cái check này là để khóa tỷ lệ hai chiều. Nếu mà chúng ta check vào cái phần này thì chỉ cần ra giảm một tham số còn lại nó sẽ ra giảm theo ngay, cái chiều còn lại nó sẽ ra giảm theo ngay. Thì đấy là nhắc thêm một chút về cái phần transformation.